Cucu, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu một thành viên mới của gia đình. Đây là chú thỏ Bambi. Con này đã được hơn 4 tháng tuổi rồi. Và đây là một trong những dạng thỏ lùn của Pháp. Nhưng mà nó hơi lùn thôi chứ cũng không lùn lắm. Tại mình thấy nó cũng hơi bự đó. À, và con thỏ mình mua ở cái người ở trong thành phố này nó bán lại 20 euro. Mình thì thích thỏ. Mà con thỏ này nó cũng ngoan, nó cũng biết coi như là đi đi tiểu, đi cầu này kia trong một cái chỗ. Đó là mình bên đây á, mình nuôi thỏ vậy là mình mua cái bịch nó giống giống như anh gọi nè. Nó không biết là một mọt cưa hả, mọt gỗ để cho nó đi ỉa đi đái. Rồi mình mua rơm để cho nó ăn. Rồi ngoài thêm thì mình mua cà rốt nè. Mua bác à, mua salad nè, nó ăn salad lắm nha. À, cái này mình để bánh mì khô cho nó gặm nè. Ở đây là mình làm cái chuồng cho nó, tại cái chuồng của thỏ thường thường nó chỉ có một tầng thôi, mà mình thì muốn nó chạy nhảy nên mình làm tự làm lấy hai vợ chồng làm để cái chuồng cho con thỏ, mình thiết kế ổng đóng. À, bắt đầu mình cột lại đây là mình làm cái cầu thang cho con thỏ đi lên cái tầng phía trên này. À, ở đây để một cái túi bằng cái chai coca mình cắt ra mình để rơm để cho nó ăn. À, ở dưới đây là cái nhà của nó nè, cái nhà thì đã để cho nó chui vào. À, và mình đặt tên là Bambi. Dĩ nhiên là con thỏ mình đem về nuôi mình phải đặt tên cho nó chứ. À, người ta đặt cái tên của Tây lạ lắm, mình không thích nên bây giờ mình đặt tên là Bambi, mà không biết kêu nó có nghe không, thì kêu hoài chắc nó nghe. À, mình làm cho cái nhà nhỏ đó tối chui vô ngủ đó. À, ở đây thì nó có một cái bình bình nước nè. À, cái bình nước thường ở bên đây nó bán để cho thỏ với cho mấy con Amstel, biết con gì là con chuột nhỏ nó uống nước. Mà con này nó không có quen, người chủ cũ của nó thì thả rong trong nhà nên nó chỉ quen uống nước trong cái chén. À, rồi ăn trong cái tô thì mình làm nha, cho nó vậy nè, bằng nhựa là nó gặm hết nha. Ừ, phải canh chừng nó dữ lắm đó, tại mà thả nó ra ngoài là đồ nhựa, dây điện nhựa gì là nó nhai hết. À, nên rất là sợ. Nó nhai đó, nó nhai dép của ông xã mình rồi, nó nhai cũng đứt cái dây điện của ông kéo ra, nó nhai bọc cái bịch nhựa luôn, may là chưa có bị điện giật chứ không thôi là cháy cháy thui rồi, lúc đó là ăn thỏ roti rồi đó. Đây là chị thỏ đang ăn bánh mì nha. Thỏ đẫm vào lòng cũng được đó. À, đang bắt vô trường, mọi khi là mình ẵm vô lòng được nè. Anh đang ra ăn rơm đây, ăn cỏ khô đây. Ở đây là cái bịch mọt cưa đó, mình gọi là mọt cưa ha, vụn gỗ. À, cái này làm chải để cho mấy con thỏ nha, mấy con Amster, mấy con chuột. À, để nó nằm với đái ỉa trong đó. À, còn đây là thức ăn của thỏ nè. À, thức ăn của thỏ thì nó bán bên đây là nó bán chó mèo thỏ hay chuột cá gì đó, là trong chợ siêu thị nó đều có cái gian hàng của mấy con đó cho mình mua về mình cho nó ăn. Đó, Lapana là dòng cho giống thỏ lùn. Đây là hôm qua đi lượm về một cái ống cạc tông bự nè để làm cái cầu cho nó chơi nè. Đó. Này con này là ở nhà là phải bọc hết xung quanh tường nha, có dây điện là chạy bọc là hết, thì nó gặm mau lắm, mình quay đi quay lại nó gặm đứt cái dây điện rồi. Đó. Ở trong nhà là khi mà bỏ nó ra thì phải canh chừng. Này chị đang lau rửa mặt đây. Chị cũng sạch sẽ lắm nha.
lau chùi mặt mũi sạch sẽ lắm á. Mình cho nó đeo cái dây tính thả nó ra ngoài, nhưng mà thằng con làm cái dây bị đứt nên không dám thả ra ngoài đường. Tính cột nó dẫn ra ngoài đường giống như chó mèo á, lấy cái bãi cỏ trong chỗ, trong cái khu mình ở đó, nó có bãi cỏ rồi cái tắc đó để cho con thỏ lại ăn cỏ. Mà cái dây đứt rồi bây giờ không dám thả ra, sợ nó chạy mất. Đó, bắt đầu chui vô nha. Đây. Cắn trong bộ chui vô. Cái này chỉ phóng lên trên tầng 1. Ngon không Bambi? Ngon không con? Bambi. Đó đó. Anh đang chui vào trong cái gì nè. Nó chui vào trong cái ống rồi. Em quay cho mọi người nghe nó lục sục ở trong đây. À. Nó chui trong đâu ra, nó đợi chắc ra, chuẩn bị ra rồi chưa? Chắc ra nè. À, đâu kia rồi à, giỏi quá. Đây là chui chiến hào, đường hầm kiên cố. Giờ nó coi có chỗ nào phóng lên được, coi chỗ nào cắn được là ảnh sẽ cắn đó. Nè, nói coi nè. Chui hầm đi con. Chui vô đi. Chui vô đi. Đây, anh là chị đang tắm đây, Bambi. Mày vuốt á, anh làm cho vuốt nè. Mami ngoan nè. Mẹ bảo ngoan nè. Khói được vuốt lắm á. Thằng con trai bế ẩm lên vuốt á, cũng nằm im thinh thích à, nhà cũng cẩn thận, khi mà không thích rồi bắt đầu nhảy xuống thì móng nó nhọn lắm, nó cào chày tay đó. Ngoan nhé con nhé. À, này là cái thói quen của mấy con thỏ là bơi đất nè, nhưng mà ở đây không có đất thì nó lấy, nó tìm cách nó bơi cái chăng.